bông và kinh. Câu chuyện của con chó Bắc Hà trắng này thì rất nhiều người hỏi và rất nhiều người là thích, nhưng mà hiện tại bây giờ thì tính ra thì cái giá của con Bắc Hà trắng này nó vẫn còn khá cao so với lại cái bình quân chung của mọi người. Nhiều người là thích nhưng mà chưa có lực thì mọi người cứ từ từ, rồi dần dần là sẽ nuôi được thôi. Lứa này chưa nuôi được thì chúng ta để lứa sau. Nhưng mà trong các giống chó ta thì có thể nói đây là một cái giống chó tuyệt vời để nuôi. Đẹp hơn nhiều giống chó Tây luôn nữa. À, chỗ rộng rãi mà chơi. Cái lượn quanh ở cái chỗ đống cành cây đấy làm gì? Để chờ cho nó khô mấy hôm nữa anh đốt mấy cành cây rồi đi cho nó gọn vườn. Vườn coi như là sạch 90%, 95% rồi. Dáng của kinh. Ý đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đái xong cũng phải gạt chân lên để che đi. Vâng. À, con bông hôm nay nó chủ động, nó gần con đực rồi. Xong lại đào với bới. Quan tâm nhau thế thì được.
nô nhau. Lại ra tưới cây. Vào việc. Vần nhau. Nô chán mệt ra uống nước rồi. Đây, con Bắc Hà bình thường khi mà đứng thả lỏng cái đuôi của nó hạ xuống, đi thì nó vắt lên.
Đại gia quan tâm cây đu đủ. Kinh rất là khéo. Và Kinh vị vua của Bắc Hà trắng của trại mình.